rồi, thằng béo đâu rồi? Béo lên đây, anh em kẹp ba. Em kẹp ba tí nhở. Thằng bắn tao ấy. Thằng bắn tao. Mày đâu? Ồ máy bay, máy bay. Ở trên đúng không ạ? Đéo có ấy rồi. Ồ đi ra xe của tao. Xe của tao. Thằng chó. Ok mẹ thằng chô lai ở nhà. À quên thằng hiệu béo. Ồ thằng bắn tao á. Ra nhà súng cái nhở. Ui ra đây cho xem khẩu này này. Béo đâu? Thằng nào nó có bắn mình hả? Béo biết. Thằng nào muốn bắn mình đây? Thằng nào bắn sniper quá, khó chịu phải. Ui, tăng, đéo phải sniper mẹ. Ui bãi, cứu. Chạy. Béo đâu, ra cho xem khẩu này hay không? Vỡ nhạt được. Mày chẳng nhìn thấy cả. Ê, cho xem khẩu này mới tậu được này. Ui, thằng nào bắn đấy? Trên núi, góc 12 giờ, anh em đâu? Từ từ á. Để tao spot cho. Để tao spot cho. À thấy rồi, thấy rồi. Đù má. Đó đâu, đó đâu. Thấy rồi. Làm sao đấy mình đỡ súng nhắm ra gì. Anh ấy tí ông lấy con medic lên. Tôi chết rồi, chết rồi, chết rồi nhá. Chết rồi, đù má. Bắn bố mày này. Cái lôn đi đây. Xe tăng ở đâu đây? Xe tăng. Vãi là. Xe tăng, ê cứu, đợi tao với. Ê trả xe máy đấy. Trả xe máy đấy. Mày gọi lên được. Thằng nào đâu, đâm ở đâu này? Sao mình lại lên, đây là thằng nào đây, ô tê à? Đừng đứng yên một chỗ, bắn chết bây giờ. Đâu rồi, lên đua xe đây, 1, 2, 3, đi. Ấn chip. Ơ cái gì đấy? Cái gì đấy? Ôi vãi thật. Đừng vào OT mẹ tẩu lái quá. Cẩn thận. Ô giao thông đến. Ủa cái gì đấy? Chạy. Chó vàng, chó vàng, chó vàng. Chó vàng, chó vàng nó bắn tao. Chúng mày cứu tao với. Chạy. Chó vàng, chó sắt đi. À, có thằng kìa. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, tất cả theo anh. Tao vừa thấy một thằng bên này. Ôi vãi, vãi, chết mẹ tao rồi. Ê, lên đây làm quả máy xúc đi nhở. Chúng mày đâu, lên lái máy cày cái. Cái gì? Nhân này, nhân này. Mật mẹ xa rồi. Ủa, đằng sau. Vãi lờ. Chết, chết rồi. Tao giỡn ngoài. Chết rồi anh em ơi, tao bắn chết mẹ rồi. Ra xem mày. Ra đây, bắn chết cụ đi. Thằng chó móc lốp mày. Thằng tàu khựa, thằng tàu khựa mày ơi. Bắn chết cụ đi. Tàu khựa là chỉ bắn lén thôi. Đúng không? Đờ mờ nó. Bắn lén này, 3 đánh 1 này. Ôi, ôi, nó lại hồi sinh nhở, vãi lồn. Đợi tí, đợi tí, đợi tí. Đợi nó ra, đừng đừng bắn cái máy đấy, cái máy đến hồi sinh. Đấy, nó ra. Chết cụ ơi. Là người ta bắn chết. Thằng Vũ. Chô la chết à? Nhìn thằng hiếu béo chết này, giơ mẹ chân lên. Quạt mẹ chân lên nhìn vừa đéo chịu được. Đợi tao với. Ồ, chạy đi, chạy. Ra khỏi chỗ này đi. Mày làm cho gì đấy? Nó bắn tao. Máy bay. Vãi lồn thằng máy bay này. Ồ nó cũng cháy rồi. Ôi vãi lồn. Chết cụ mày đi. Ồ chết rồi à? Khổ thân vãi. Ủa xe tăng sau. Đâu rồi? Cứu tao với. Anh em đâu? Cắm thử cái nhở. Đờ mờ. Chết cụ mày đi. Chết rồi. Chết thằng chim cánh cưa rồi. Chưa? Đây đây đây, đấm thẳng vào nó. Đấm thẳng vào nó. Chết cụ mới đi. Chết hai thằng luôn. Hai thằng luôn. Quá đẹp luôn. Lại có khẩu súng, ngon quá. Thằng nào bắn tao đấy. Ôi vãi. Tí chết. Ở trên kìa. Nhơn. Đâu nhỉ? Từ, đang ở đâu anh? Ơ, mày cứ nghe tiếng đạn ở đâu ấy hả? Đấy, phẹt. Xa lắm, ở ngoài nơi xa xong. Chỗ nào đéo ăn? Chỗ đéo nào bắn đấy? Cái chỗ can cam đây nè.
Ồ, xe tăng, thế nào, đờ mờ nó. À đây có thằng. Ui, tăng, tăng, tăng trên đồi. Chạy đi anh em ơi, đéo ăn được. Ô chết là tân xe à? Thành bị thằng nào thả máy bay vào đầu phát chết. Chú lai tân xe ngồi lên gì ấy? Cái gì? Sao ấy? Đâm chết thôi được, con mình đâm chết nhau thôi được. Một máy bay đằng sau cứu với. Ông vừa bắn à? Ôi, chó vừa bắn mình nhá. Bắn bố mày này. Ôi, hai thằng chết cùng lúc. Chết cụ mày đi. Chết rồi, anh em lên kéo cờ Trung Quốc xuống. Mày này, chết rồi. Bị thằng kia nó thả cái cứu trợ xuống nó vỡ đầu. Khổ OT vãi. Những cái chết rất là nhảm nhí. Có cái kho hàng rơi xuống vỡ đầu. Rồi, chúng ta đã kéo cờ Trung Quốc xuống. Lên xe đây. Nghe đâu. Ồ, có thằng ngay bên cạnh, vãi lờ. Đéo nhìn thấy gì cả. Sao đéo leo được vào này? Chỗ đấy có... À đây! Nó kìa! Nó kìa! Bắn nó đi! Chết chưa? Chết rồi! Bắt nạt thằng tàu khựa! Ờ! Lại nhảy du! Đông vãi! Đâu rồi? Nó trong đấy đấy! Đây nè! Chết rồi! Sao để bắn chết vậy? À, lại nữa, nhớ thằng nhảy dù vãi. Đâu. Nó đứng. Thằng bé chui vào góc. Bắn nó thối mặt lên. Lại nữa, nhiều lắm mà chúng mày ấy. À đây ai, nó có cái máy hồi sinh ở đây. Thế nào? Lại nữa, đằng sau kìa, béo. Mày, hai thằng. Thằng máy bay cướp hàng hết rồi. Mày. Sửa thôi nhá, tôi mẹ trả thù thằng máy bay này cái. Khi nào dính đạn thì mang sửa. À, nó chết rồi. Chúng mình sửa thôi nhá. À, nó nhảy dù này. nhìn nó khổ. Sửa thôi, ăn đạn rồi. Liều chiến một mình nhé. Ôi, quên không rút cái ấy ra. Cái điều khiển ra. Đây rồi. Ôi, vãi hụt, ôi, vẫn chết. Đâu, các chú đang ở đâu, anh đến đây. Đây, đang nhảy. Xe ôm không? Có xe ôm, 5.000 một tiếng. Đây, OT lên đi, lên đón thằng béo đã. Lên. Thôi, thôi đi. Từ từ đang bị bắn. OT cứu cái. Sửa đi. Mày. Chết rồi. OT sao nhảy ra? Ai biết đâu bóng xe tự sửa. Vãi lờ. Bấm E để sửa. OK để sửa. Vãi hồn, lên đây, các chú lên đây. Chú bấm nút nào để sửa? Bấm số 3. Lên nào. Lên máy bay. Đi nhanh lên các thằng này. Rồi. Lên rồi nè. Thôi, bấm số 3, bấm gì để sửa?
Không, ông phải là engineer mới sửa được. Ê, chừng mẹ nhá, có máy bay. Bắn nốt máy bay nữa. Kéo cánh cho bắn nó. Bắn đi. Ôi, nó xịt khói, đừng bắn vội. Tới đây rồi. Sửa thôi cái. Chết rồi. Ôi, vãi. Sửa rồi. Từ. Vừa thấy, à đây. Xe tăng. Đâu. Bắn nốt thằng này á. Sửa. Sửa cái. Cấp cờ ra. Kéo cờ mẹ tàu cửa xuống nhỉ. Từ, có hai thằng. Tao biết. Từ, tao bắn nốt mấy thằng bên dưới này đó. Thằng chó này. Mẹ Vũ lái bằng gì máy bay ấy? Đù má. Bố còn lái cả máy bay xe tải nữa mà đây là bằng xe tải rồi. Các chú bằng xe máy sao lái được? Bằng xe tải lái bằng A. Ừ đúng rồi. Kinh không? Kéo cả Mỹ lên nhờ anh em nhờ. Xong rồi, đi tiếp. Đây. À, xuống dùng cái sửa ấy. Thằng nào xuống móc lốp mà thằng xe tăng ấy. À nó nhảy rồi. Nó cướp xe tăng ấy. Nó nhảy ra rồi, ngu vãi ra. Mày cướp chưa? Ông bắn nó chưa đây? Ông bắn nó chưa? Chưa. Bắn đi. Đấy, bắn rồi. Bây giờ sửa đi. Bây giờ sửa. Sửa thôi cái. Đang sửa. Ờ nó cũng có sửa. Chết rồi. Ba thằng anh em ơi. Ba thằng. Mày vãi. Thơm quá. Nói chung là thôi, thằng nào vào sửa tao cái. Làm béo quá ai. Hết rồi. Vừa nãy giờ giết được bao nhiêu thằng ở đây này? Ông Thạnh ăn hôi được điểm sướng. Nãy giờ cứ hiếp dâm ở chỗ đâu mê cung này. Ôi đủ máy bay. Bạn chói kinh nhá. Nhìn kinh quá. Cái gì kinh? Mới vào dịch lại. Nhặt kéo em. Ôi vãi. Cứu cái. Ôi chết rồi. Ôi ba thằng luôn. Béo ơi lại một phát nữa ba thằng. Vãi. Ôi vãi. Ôi thôi. Mây đây. Nhảy. Chết rồi Thái. Từ bắn nốt đã. Sắp hết ván rồi. Nhanh. Cố lên. Ủa đồng vãi. Mẹ nhảy dù xuống nó vào nó quay. Và sắp hết ván rồi anh em ơi. Chúng ta đã thắng, đập chết cụ bọn tàu khựa đây. Ui, nãy giờ một mình tao bắn chết 5 thằng. Mấy thằng ngu người vào quay tao. Chưa được 6 người. Ngon. Kiếm mấy thằng kia vô đi. Đâu rồi chúng mày đâu, yểm trợ tao. Ông Thạnh. Ông Thạnh đâu, OT. Yểm trợ nãy giờ nó quay. Đông quá. Từ lúc nhảy xuống nó quay cho khổ quá. Ủa nãy là một mình phải giết 10 thằng rồi ấy. Nó quay đã bắn được mình. Ủa vãi máy bay nó bắn chết cụ mất rồi. Thắng rồi nhá anh em nhá. Đờ mờ thằng chó tao khựa.